chân mệt đế tiên, tập 53. Râm un um, trời đất u ám, mây gió ùn ùn kéo đến, tiếng sấm rền dữ dội, từng đám mây đen nặng trĩu như muốn đè sập cả một khoảng trời. Sao lại là thiên kiếp chứ? Sở Huyên với vẻ mặt không sao tin nổi nhìn lên bầu trời, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt. Đó là cái gì ạ? Diệp Đế Hào ngồi trên vách núi đang chuẩn bị hấp thu linh khí của đất trời thì bị tiếng sấm rền vang kia làm cho thức tỉnh. Anh ngỡ ngàng nhìn vào không trung. Đây là lần đầu tiên Diệp Đế Hào thấy cảnh tượng u ám như thế này. Thiên kiếp? Thiên kiếp sao? Diệp Đế Hào ngỡ ngàng. Anh nhớ tới mình đã từng đọc ở đâu đó, trên đời có một loại người vượt qua tạo hóa, gặp phải sự đố kỵ của trời xanh, nên trời xanh giáng thiên kiếp để tiêu diệt người này. Đây chính là thiên kiếp sao? Diệp Đế Hào ngẩng đầu nhìn vào hư không. Từ khi trở thành tu sĩ tới bây giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy thiên kiếp, cảnh tượng hùng tráng với uy lực tiêu diệt tất cả khiến anh run rẩy. Ai mà mạnh đến mức khiến thiên kiếp xuất hiện như thế này chứ? Nhìn lên bầu trời, Diệp Đế Hào tặc lưỡi. Còn nhìn cái gì nữa? Đó chính là thiên kiếp của người đấy. Thấy Diệp Đế Hào tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, Sở Huyên vội nạt. Của con sao? Diệp Đế Hào thẫn thờ. Con chỉ mới tiến giới vào cảnh giới nhân nguyên, sao lại kéo thiên kiếp tới được chứ? Thiên kiếp không dựa vào tu vi, chỉ dựa vào tài năng, Sở Huyên vội nói. Nói xong, Sở Huyên lùi về phía sau, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Diệp Đế Hào. Thiên kiếp cần ngươi đi độ, vi sư không thể giúp ngươi được. Độ qua được thiên kiếp thì sống, không qua khỏi thì sẽ hồn bay phát lạc. Con... Diệp Đế Hào run rẩy đứng dậy, giống như một con kiến bò trên chảo lửa. Đây là lần đầu tiên anh thấy thiên kiếp, vả lại lần đầu tiên thiên kiếp lại chính là thiên kiếp của mình. Sư phụ, người nói cho con biết làm thế nào để vượt qua được thiên kiếp này đây. Trong lúc đang cuống cuồng, Diệp Đế Hào nhìn ngay sang Sở Huyên. Thời gian của thiên kiếp có hạn, trong thời gian này cho dù ngươi muốn trốn cũng được, chống lại cũng được, cái ngươi cần làm chính là sống sót bằng mọi giá, cố gắng chịu đựng. Vừa nghe vậy, Diệp Đế Hào thật nhanh chóng lật tay lấy ra thanh thiên khuyết. Anh nhìn vào hư không, không dám có bất cứ sơ suất nào. Rầm! Ngay sau đó, trong hư không có một tia sét đánh trúng. Diệp Đế Hào cố gắng nắm thật chặt thanh thiên khuyết để chặn lại. Bang! Đường sét kia lập tức đánh trúng thanh thiên khuyết. Diệp Đế Hào lập tức quỳ sụp xuống đất, phun ra cả miệng máu. Đôi tay cầm kiếm đột nhiên dính đầy máu. Cả cơ thể anh bị đánh văng đi. Sườn núi nơi Diệp Đế Hào đứng cũng vì tia sét kia giáng xuống mà nứt ra, đất đá lăn xuống dưới đùng đùng. Mạnh vậy sao? Diệp Đế Hào kinh ngạc cố gắng đứng dậy. Rầm đùng đoang! Ngay sau đó, tia sét lại liên tục giáng xuống, vả lại số lượng không hề ít, tất cả đều hướng về phía Diệp Đế Hào. Diệp Đế Hào thấy vậy thì quay đầu bỏ chạy. Có điều, những tia sét kia như có linh trí, anh chạy tới đâu, chúng đuổi theo tới đó. Rẹt! Từng tia sét rẽ ngang trời, giáng xuống mặt đất. Diệp Đế Hào lại văng đi, còn chưa kịp đáp xuống đất đã lại có thêm một tia sét nữa đánh xuống. Anh liên tục trúng chiêu, mặt đất nơi anh đứng còn bị nứt lìa. Ngay sau đó là tia sét liên tục. Diệp Đế Hào vừa đứng dậy đã phải đánh đổi bằng cơ thể đẫm máu. Ở phía xa, Sở Huyền căng thẳng nhìn về phía bên này. Có vài lần cô định tới chỗ Diệp Đế Hào, nhưng rồi cuối cùng lại thôi. Thiên kiếp không phải là trò đùa. Cho dù là ai, chỉ cần cố tình xông tới cũng sẽ bị kéo tới phản ứng kiếp cùng. Sở Huyên thực sự muốn tới đó, nhưng như vậy vô hình chung cô lại đang hại Diệp Đế Hào. Nên biết rằng thiên kiếp mà một người ở cảnh giới không minh như Sở Huyên kéo tới, đương nhiên sẽ có khả năng khiến Diệp Đế Hào hồn bay phách lạc. Là vi sư đã đánh giá thấp khả năng của con rồi. Sở Huyên nắm chặt tay. Thiên kiếp mà Diệp Đế Hào kéo tới vượt ngoài sức tưởng tượng của cô, khiến cô trở tay không kịp. Một người ở cảnh giới không minh như Sở Huyên còn chưa bao giờ phải đương đầu với thiên kiếp. Không ngờ Diệp Đế Hào mới chỉ bước vào cảnh giới nhân nguyên đã phải ứng chịu thiên kiếp rồi.
Khả năng như vậy thật khiến cô phải kinh ngạc. Vi sư không giúp được con, mọi thứ đều phải dựa vào con rồi. Không thể tiến tới giúp Diệp Đế Hào, Sở Huyền chỉ có thể không ngừng cổ vũ cho Diệp Đế Hào cố gắng kiên trì tới giây phút cuối cùng. A! Ở phía xa vang lên tiếng kêu la thảm thiết của Diệp Đế Hào. Anh bị đánh sét đánh trúng, bay loạn khắp nơi, cơ thể không còn ra hình người, từng mảng xương trắng hếu lộ ra khiến người ta nhìn thấy mà phát sợ. Trên trời từng tia sét lại giáng xuống. Chết tiệt! Diệp Đế Hào tức tối nhảy ra khỏi hướng mà tia sét đang đánh xuống. Tiên hỏa! Sau tiếng hô gọi, Diệp Đế Hào triệu hồi tân hỏa, chân hỏa, khiến nó hóa thành đám mây. Diệp Đế Hào bước lên mây, cứ thế bay lên trời. Chân khí được đẩy vào nắm đấm, tốc độ và sức mạnh phối hợp với nhau, nắm đấm và sức mạnh tuyệt đối được tích tụ. Rầm! Một tia sét lại giáng xuống. Lúc này Diệp Đế Hào cũng vung nắm đấm địch lại. Đột nhiên Diệp Đế Hào vừa bay vào hư không ban nãy thì lúc này như một ngôi sao rơi từ trên trời xuống, cứ thế tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất. Ta đây mới chỉ tiến vào cảnh giới nhân nguyên mà mày đã muốn đánh chết ta rồi, không có cửa đâu. Trong cái hố kia, Diệp Đế Hào cố gắng bò lên. Sau tiếng chửi, Diệp Đế Hào lại lần nữa bước lên đám mây tiên hỏa, sát phạt lên trời. Rầm! Hư không vang lên tiếng âm thanh dữ dội, lại là một tia sét giáng xuống. Phá cho ta! Diệp Đế Hào tức tối hét lên, vùng nắm đấm hướng lên trời. Đùng! Đột nhiên nắm đấm của anh bị phá tan, cơ thể giống như lần đầu tiên bị đẩy văng xuống dưới, ngã vật vào một tảng đá khổng lồ khiến nó vỡ tan. Diệp Đế Hào liên tục phun ra máu, xương cốt trong người không biết đã gãy mất bao nhiêu cái. Diệp Đế Hào! Ở phía xa, sắc mặt Sở Huyền lúc này đã tái nhợt. Sức mạnh của thiên kiếp đã vượt qua mọi sự dự đoán của cô. Diệp Đế Hào vừa mới tiến giới, sao có thể địch lại nổi chứ? Không thể chết được, ta không thể chết được. Trong cái hố có ánh sáng vàng kim chiếu rọi. Đây là lần thứ ba Diệp Đế Hào bước ra đám mây, bước lên đám mây tiên hỏa, bay vút trên trời. Có giỏi thì mày đánh chết tao đi. Diệp Đế Hào rít lên, khí huyết toàn thân cuộn trào như ngọn lửa bùng cháy, khuôn mặt nhơ nhuốc máu vẫn mang theo vẻ kiên định. Anh tức tối nhìn lên trời, phần chân khí còn lại được đẩy vào trong nắm đấm. Ngay sau đó, Diệp Đế Hào bước vào trạng thái kỳ lạ. Chân lý về bát hoang trảm chợt hiện lên trên đầu anh, khiến máu trong người anh sục sôi. Ý chí chiến đấu hiên ngang bất khuất khiến Diệp Đế Hào như trở thành ngọn lửa sáng rực. Lúc này cái gọi là thiên kiếp trong mắt anh không hề đáng sợ như trong tưởng tượng, vì anh không còn biết sợ là cái gì nữa. Một đấm với sự kết hợp giữa tốc độ và sức mạnh với ý chí chiến đấu vô địch. Bát hoang trưởng! Sau tiếng hô, một trưởng với sức mạnh đỉnh phong được tung ra, địch lại với tia sét đang giáng từ trên trời xuống. Rẹt! Tia sét kia lập tức bị phá tan thành phụt. Nắm đấm của Diệp Đế Hào lập tức hóa thành làn sương màu máu, cơ thể với ngọn lửa vàng kim bao quanh lập tức lụi tàn. Diệp Đế Hào lại lần nữa rơi từ trên cao xuống. Lúc này bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, không còn sấm sét, không còn uy lực hủy diệt. Những đám mây đen nặng trĩu bắt đầu tản đi, tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp đất trời. Thiên cúc, thiên kiếp kết thúc rồi. Sở Huyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó một đạo thần hồng lao vút về phía Diệp Đế Hào. Ngay sau đó, cô hiện thân bên cạnh mép hố. Trong cái hố kia, Diệp Đế Hào hôn mê nằm đó, cơ thể bốc khói đen, thân hình thảm hại. Anh không còn hai bên cánh tay nữa, rất nhiều vị trí đầu xương lộ ra màu đen kịt. Diệp Đế Hào! Sở Huyền xuất hiện bên cạnh Diệp Đế Hào, cố gắng đẩy linh lực nhanh nhất có thể vào trong cơ thể anh. Thấy Diệp Đế Hào vẫn còn khí tức, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi này không thể ở lại lâu. Sở Huyên ôm Diệp Đế Hào đứng dậy, một bước phóng vụt lên trời, bay nhanh về phía Hằng Nhạc Tông. Càng ngày có vẻ càng hấp dẫn rồi đó. Khu rừng yêu thú lúc này trở nên hoang tàn. Trên mảnh đất rộng lớn là cả mảng màu đen kịt, toàn hố là hố. Những cây cổ thụ cao chọc trời cũng bốc khói đen,
từng tảng đá vỡ vụn. Cảnh tượng như thể nơi này vừa xảy ra trận đại chiến kinh thiên động địa. Không lâu sau đó, từ tứ phương liền có kẻ mặt cưỡi thần hồng tới. Đó là một lão già, nhìn đạo bào của người này chính là người của Chính Dương Tông. Là ai đã độ kiếp chứ? Lão già đảo mắt nhìn rừng rậm trước mặt, trong ánh mắt chợt lóe sáng. Tiếp sau đó lại có một người phụ nữ trung tuổi mặc đạo bào xuất hiện. Người của Thanh Vân Tông cũng tới nghe ngóng sao. Lão già của Chính Dương Tông liếc nhìn người phụ nữ kia một cái. Vừa hay ta đi ngang qua đây. Người phụ nữ này mỉm cười. Vương đạo hữu có biết ai vừa độ kiếp hay không? Ta không gặp người độ kiếp, có lẽ đã chết dưới thiên kiếp kia rồi. Lão già bên Chính Dương Tông đáp với vẻ mặt thản nhiên. Vậy vương đạo hữu cho rằng là ai đang độ kiếp chứ? Người phụ nữ trung tuổi nhìn lão già bên Chính Dương Tông, mặc dù vẻ mặt ông ta không tỏ thái độ gì, nhưng bà ta vẫn có thể tóm được một số thông tin có ích. Lão già bên Chính Dương Tông vuốt râu trầm ngâm một lúc, rồi sau đó lắc đầu. Liệu có phải là người của Hằng Nhạc Tông hay không? Người phụ nữ trung tuổi hỏi với giọng ý tứ. Hằng Nhạc Tông sao? Lão già kia bật cười. Hằng Nhạc Tông có thể có được một người với khả năng thiên bẩm giỏi như vậy sao? Cô thực sự cho rằng tất cả mọi người đều có thể như huyền linh chi thể hay sao? Vừa nghe tới huyền linh chi thể, người phụ nữ trung tuổi kia bất giác cau mày. Đi thôi, 10 ngày nữa huyền linh chi thể của Chính Dương Tông ta nhất định sẽ khiến cô được mở mang tầm mắt. Lão già bên Chính Dương Tông nhếch miệng cười, bỏ lại một câu rồi quay người đạp trên trường hồng rồi đi. Nhìn lão già bên Chính Dương Tông, trong đôi mắt người phụ nữ trung tuổi kia chợt hiện lên ánh nhìn lạnh lùng. Thế nhưng bà ta cũng quay người biến mất khỏi đây. Ở một nơi khác, Sở Huyên di chuyển với tốc độ nhanh nhất, lao vút về Ngọc Nữ Phong. Tỷ về rồi sao? Vừa thấy Sở Huyên quay về, Sở Linh liền nhảy tới giống như một thiếu nữ ngây thơ, không hiểu thế sự vậy. Có điều khi cô trông thấy bộ dạng của Diệp Đế Hào, cô chợt cau mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Tới Ngọc Linh Trì rồi nói sau. Sở Huyên nhanh chóng bay về phía Ngọc Linh Trì, Sở Linh vội vã lao theo sau. Sở Huyên để Diệp Đế Hào vào trong Ngọc Linh Trì, rồi vội lấy túi đựng đồ, nhét vài viên linh đan và trút thêm linh dịch với linh khí dồi dào vào miệng của anh. Sau đó cô còn khởi động tụ linh đại trận ở đây. Rốt cục xảy ra chuyện gì? Sao hắn lại thành ra như thế này? Sở Linh nhìn Diệp Đế Hào thoi thóp trong Ngọc Linh Trì, rồi lại nhìn sang Sở Huyên với ánh mắt khó hiểu. Hai người gặp phải kẻ mạnh hay sao? Sở Huyên khẽ lắc đầu, vừa dẫn linh khí vừa nói. Tên tiểu tử này sau khi tiến giới tới cảnh giới nhân nguyên thì kéo thiên kiếp đến. Thiên kiếp sao? Bên Ngọc Linh Trì, Sở Linh nghe Sở Huyên nói vậy thì mặt mày không sao tin nổi. Tỷ đang nói đùa với muội phải không? Hắn vừa mới tới cảnh giới nhân nguyên, làm sao có thể gặp thiên kiếp được chứ? Giỏi giang như trưởng môn sư huynh cũng chưa bao giờ kéo theo thiên kiếp. Tỷ có chắc thiên kiếp là do hắn kéo tới hay không? Muội có thấy như ta đang nói đùa hay sao? Sở Huyên vẫn không ngừng xoay vần linh khí. Sao có thể chứ? Sở Linh vô thức nhìn Diệp Đế Hào đang hôn mê trong hồ nước linh, khuôn miệng hé nở bở, trong phút chốc không nói nổi nên lời. Nhìn cơ thể không còn ra hình người của Diệp Đế Hào thì quả thực là do sét gây ra rồi. Sở Linh chợt cảm thấy choáng váng. Tu luyện cả trăm năm, sự việc ngày hôm nay quả thực đã vượt qua nhận thức của cô. Không phải Sở Linh chưa từng gặp người độ kiếp, thế nhưng những người độ kiếp không phải thay đổi tạo hóa thì khả năng cũng phải vượt trội khác người. Một tên tu sĩ mới vừa lên cảnh giới nhân nguyên mà đã kéo theo thiên kiếp. Với khả năng hiểu biết của Sở Huyên thì trong sử sách của Đại Sở chưa từng có tiền lệ. Tên tiểu tử này có khả năng vượt trội như vậy hay sao? Nhìn Diệp Đế Hào nằm trong bể nước, Sở Linh thầm nhủ, trong đôi mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Phía này, Sở Huyên đã thở phào nhẹ nhõm. Cũng may trở về kịp. Diệp Đế Hào trông đen đúa, nhờ nhuốc bên trong bể nước đã được tẩy sạch những vết bẩn trên cơ thể. Cũng nhờ có việc tẩy luyện của linh dược nên vết thương trên người anh đã nhanh chóng hồi phục. Linh Nhi,
Việc này phải tuyệt đối giữ bí mật. Sở Huyên thu lại ánh mắt từ phía Diệp Đế Hào rồi nhìn sang Sở Linh. Đến trưởng môn sư huynh cũng không được nói sao ạ? Sở Linh hỏi thăm dò. Ít nhất tới bây giờ không thể nói ra. Sở Huyên khẽ giọng. Việc này càng ít người biết càng tốt. Còn chuyện thiên tịch đan đã khiến đại sở phải loạn lên cả rồi. Những tên gian tế do Nhất Điện Lưỡng Tông gài vào Hằng Nhạc Tông chúng ta cũng chưa tìm ra. Để bảo vệ Diệp Đế Hào được chu toàn, chúng ta phải thận trọng. Vả lại... Nói tới đây, Sở Huyên ngừng lại một lát, nhìn sang Diệp Đế Hào. Vả lại, hắn còn là một luyện đan sư. Hả? Luyện đan sư? Hắn là luyện đan sư sao? Sở Linh lại lần nữa chấn kinh. Cô nhìn sang Sở Huyên với ánh mắt ngỡ ngàng. Tỷ, sao muội chưa bao giờ nghe tỷ nói chuyện này chứ? Nói tới đây, Sở Huyên không khỏi cau mày, vẻ mặt cũng kỳ lạ. Ta cũng vừa mới biết, tên tiểu tử này còn có chân hỏa trong người. Chân hỏa sao? Rõ ràng Sở Linh cũng lại lần nữa chấn kinh. Cô quay sang nhìn Diệp Đế Hào, vẻ mặt không sao tin nổi. Tỷ, tên đồ đệ này của tỷ cũng thần bí thật đấy. Đúng là thần bí thật. Sở Huyên lắc đầu bất lực, sau đó quay người biến mất. Ta tới Linh Đàn Các một chuyến, muội ở đây trông chừng hắn. Sở Huyên rời đi. Sở Linh ngồi bên Ngọc Linh Trì, khuôn mặt cô chốc chốc lại ghé gần lại Diệp Đế Hào, đôi mắt chớp chớp nhìn Diệp Đế Hào thật chăm chú. Đây là lần đầu tiên cô nhìn Diệp Đế Hào ở khoảng cách gần như vậy. Nhìn một tên tiểu tu sĩ đã lấy đi sự trong trắng của cô và khiến cô đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Trong chốc lát, khuôn mặt Sở Linh đỏ lực như nhớ lại chuyện đêm hôm đó. Nể mặt tỷ của ta, ta tạm thời không giết chết ngươi. Sở Linh không dám nhìn Diệp Đế Hào nữa, cô lùi về một bên. Trong bể nước Linh, những vết thương của Diệp Đế Hào vẫn đang nhanh chóng hồi phục. Vả lại, mật thuật man hoang luyện thể cũng tự động được vận chuyển. Hai cánh tay bị sét đánh gãy cũng từ từ sinh ra. Khả năng hồi phục bá đạo, bí thuật luyện thể bá đạo này lại lần nữa khiến Sở Linh bất ngờ. Ngay sau đó, Ngọc Linh Trì dậy sóng, linh khí dồi dào bên trong lần lượt ngưng tụ lại phía Diệp Đế Hào, được cơ thể Diệp Đế Hào hấp thu. Tiếp đó là luồng linh khí dồi dào của đất trời cứ thế lấy Diệp Đế Hào làm trung tâm, hình thành nên vòng xoáy linh khí khổng lồ thấm vào bên trong cơ thể Diệp Đế Hào thông qua từng lỗ chân lông và được luyện hóa chảy vào trong vùng đan điền. Mới tiến giới tới cảnh giới nhân nguyên mà Diệp Đế Hào đã phải độ kiếp rồi. Anh cần luồng chân khí này để bù đắp lại những mất mát trong cơ thể. Trên một ngọn núi xinh đẹp ở Chính Dương Tông, một nữ nhân trong bộ y phục màu trắng đang đứng thẳng người, khuôn mặt được che bởi lớp màn che. Dưới ánh trăng chiếu rọi, trông cô như một vị tiên nữ hạ phàm, thanh khiết vô ngần. Người này chẳng phải là Cơ Tuyết Băng hay sao? Phía sau cô, một nữ đệ tử mặc đồ trắng đang đi tên. Trước tiên hành lễ với Cơ Tuyết Băng, sau đó mới khẽ giọng nói: Cơ sư tỷ, muội đã nghe ngóng rồi, ở Hằng Nhạc Tông không có tên đệ tử nào tên là Trần Dạ. Không có sao? Cơ Tuyết Băng cau mày, giọng lạnh hẳn đi. Lẽ nào hắn ta lại lừa ta sao? Sư tỷ đừng lo, 10 ngày nữa là đại hội Tam Tông, nếu như sư tỷ nói thì người đó nhất định sẽ tới. Cũng hy vọng là vậy. Trong đêm khuya, Diệp Đế Hào tỉnh lại từ trong cơn mộng mị. Những vết thương chằng chịt đã liền lại, lại thêm anh có khả năng hồi phục bá đạo, nên lúc này hai cánh tay bị sấm sét đánh gãy cũng đã được ngưng tụ lại. Sau một tiếng thở dài mang theo tàn khí, Diệp Đế Hào từ từ mở mắt ra. Cảnh giới nhân nguyên. Ánh mắt Diệp Đế Hào hân hoan. Anh kiểm tra cơ thể mình một lượt. Anh nhận ra cơ thể mình có rất nhiều sự thay đổi. Đầu tiên là xương cốt. Trên từng đoạn xương còn có ánh sáng bao quanh, trông vô cùng rắn rỏi. Còn kinh mạch cũng dày hơn và dẻo dai hơn. Đến cả dòng máu chảy trong người cũng thêm ánh vàng sáng chói. Toàn thân dồi dào sinh lực khiến Diệp Đế Hào vui mừng vì sức mạnh bá đạo này. Đương nhiên, điều khiến anh cảm thấy vui nhất chính là vùng đan hải của mình. Đạt tới cảnh giới nhân nguyên,
nên vùng Đan Hải của Diệp Đế Hào không chỉ lớn hơn mười mấy lần, mà bên trong vùng Đan Hải, ánh vàng kim chiếu rọi, chân khí cuộn trào, trông như biển cả màu vàng óng ánh, tràn đầy sức sống vậy. Đợi đã! Diệp Đế Hào chợt thét lên, anh nhìn vào vùng Đan Hải và phát hiện ra một vật thể màu đen kỳ lạ. Trong vùng Đan Hải óng ánh kia, vật thể hình tròn vô danh đó hiện lên một cách rõ rệt. Rẹt, rẹt. Khi Diệp Đế Hào đưa mắt nhìn, vật thể kia chốc chốc lại phát ra âm thanh khác thường. Xét sao? Diệp Đế Hào cuối cùng cũng nhìn ra được vật thể màu đen kia là cái gì? Đó chẳng phải là một khóm xét màu đen hay sao? Đây là... Diệp Đế Hào ngỡ ngàng rồi lại nhìn sang tiên hỏa của mình. Tiên hỏa của anh vẫn còn tác dụng, bao quanh khóm xét kia, rồi cứ thế nhảy nhót xung quanh nó. Khóm xét hình tròn màu đen không động đậy gì, cứ thế lờ lửng bất động, có vẻ như đang muốn nói với tiên hỏa: cút đi, ta đây cũng không quan tâm tới ngươi. Tại sao trong cơ thể mình lại có xét chứ? Diệp Đế Hào nhìn chằm chằm vào phần xét màu đen kia. Mày chui ra ở đâu vậy? Có điều phần xét màu đen kia vẫn bất động, chỉ tĩnh lặng lờ lửng ở đó. Chuyện gì thế này chứ? Diệp Đế Hào gãi gãi đầu. Có xét bên trong cơ thể, anh cảm thấy không được tự nhiên. Có trời mới biết, nó làm loạn trong vùng Đan Hải thì anh chắc chắn sẽ ăn không tiểu quá. Không phải là lúc mình độ thiên kiếp rồi phần thiên đôi đó lưu lại trong cơ thể mình chứ? Linh quang vừa xuất hiện, Diệp Đế Hào xoa xoa cầm suy nghĩ. Nghĩ vậy, Diệp Đế Hào thiết lập mối liên hệ với phần xét màu đen kia, sau đó triệu hồi nó ra ngoài. Ngay sau đó, phần xét ra khỏi vùng Đan Hải, nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Rẹt, rẹt. Xét trong tay, Diệp Đế Hào có thể nghe ra rõ ràng âm thanh nó phát ra. Từng đường lôi điện xuất hiện giữa các kẽ ngón tay, khiến anh cảm nhận được rõ ràng sức mạnh khủng khiếp mà phần lôi điện này chứa đựng. Xét vốn dĩ là loại bá đạo nhất trong nhiều thuộc tính. Người cùng cảnh giới có sự trợ chiến của xét thì khả năng tấn công nhất định sẽ mạnh mẽ. Nghĩ xong, Diệp Đế Hào lấy một hòn đá rắn chắc bên bể Ngọc Linh Trì, sau đó để nó lơ lửng trong lòng bàn tay, rồi đẩy vào phần xét kia. Rẹt. Ngay sau đó, hòn đá kia lập tức bị đường lôi điện đánh cho tan nát. Hay lắm. Diệp Đế Hào xoay xoay tay. Lôi điện mặc dù nguy hiểm, nhưng anh có thể cảm nhận được một cảm giác thân thiết với phần lôi điện trên bàn tay của mình. Đều do trời đất sinh ra, mày và tiên hỏa có lẽ là một sự tồn tại cùng tầng bậc với nhau. Sao mình lại cảm thấy như mình nhặt được bảo bối thế nhỉ? Tiên hỏa, thiên lôi. Diệp Đế Hào với tâm trạng hồ hởi, anh lật tay, thu lại thiên lôi, sau đó vươn vai. Sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể khiến anh hưng phấn. Anh có tự tin có thể đối kháng trực diện với tu sĩ ở cảnh giới chân dương. Diệp Đế Hào đứng dậy, nhảy ra khỏi Ngọc Linh Trì, sau đó đi về bên ngoài. Nhưng sau đó, anh lại vội vàng chạy tốc lực quay trở lại. Tỉnh rồi sao? Cơn gió mát lạnh thổi tới, Sở Linh nhẹ nhàng đi tới. Tỉnh rồi ạ. Diệp Đế Hào cười mà thấy còn khó coi hơn cả khóc. Bị Sở Linh nhìn như vậy, anh thực sự có cảm giác không được tự nhiên. Cảm giác bị sét đánh như thế nào? Sở Linh ngồi bên trên phiến đá bên cạnh, nhìn Diệp Đế Hào bằng ánh mắt đầy hứng thú. Nhưng cũng chỉ nhìn một cái thôi, đã phải lập tức thu ánh mắt lại rồi. Không ra làm sao cả. Vừa nói tới thiên kiếp, Diệp Đế Hào liền lập tức rùng mình. Suýt chút nữa thì nó khiến con bị chết dập rồi. Nói cũng phải, thiên kiếp mạnh như vậy, từ xưa đến nay, chỉ có những bậc tiền bối với khả năng kinh người mới kéo theo thiên kiếp. Một tên tu sĩ ở cảnh giới ngân khí như anh mới chỉ đột phá lên cảnh giới nhân nguyên mà đã bị sét đánh rồi. Anh tin rằng ông trời muốn diệt anh. Người bớt chê đi. Sở Linh nói bằng giọng chẳng mấy dễ chịu. Không biết có bao nhiêu người muốn nhờ thiên kiếp để tôi luyện cơ thể. Có những người hết kiếp cũng chẳng thể gặp thiên kiếp một lần. So với bọn họ thì ngươi thấy ngươi có hạnh phúc hơn hay không? Cũng đúng à. Diệp Đế Hào gãi gãi đầu. Quả thực, sau khi trải qua thiên kiếp, anh cũng có thể được gặt hái.
cơ thể rắn rỏi hơn. Linh hồn cũng nhờ thiên kiếp mà được gột rửa. Mặc dù có đau đớn nhưng lại thu được rất nhiều. Này, cầm lấy nó đi. Phía này Sở Linh lấy ra hai cái vòng phát sáng ở trong túi đựng đồ. Diệp Đế Hào vừa nhìn thấy vòng đã nghĩ ngay tới Nguyệt Tinh Thất Tinh Hoàn. Anh suýt chút nữa thì quên đi. Khi độ kiếp, Nguyệt Tinh Thất Tinh Hoàn bị sét đánh văng đi. Lần này Sở Linh lại chuẩn bị cho anh cái vòng khác hả? Nhanh lên! Sở Linh tròn mắt nhìn Diệp Đế Hào. Tỷ ta nói rồi, trong lúc tỷ ấy không có ở đây thì ta tu hành với ngươi. Dám không nghe lời, cẩn thận, ta cho ngươi một trận đó. Diệp Đế Hào hoang mang tiến lên trước, nhận lấy Nguyệt Tinh Thất Tinh Hoàn. Như con cừu non rụt rè, anh tin rằng cốt cách của Sở Linh trông không hề giống như khuôn mặt có vẻ yêu kiều, diễm lệ mà cô thể hiện. Thực ra tính khí của Sở Linh cũng chẳng hề kém cạnh so với tỷ tỷ Sở Huyền. Đúng là một cặp chị em song sinh, trời ban, có khuynh hướng bạo lực. Vù vù! Diệp Đế Hào vừa đeo Nguyệt Tinh Thất Tinh Hoàn thì chiếc vòng liền rung lên liên hồi. Ngay sau đó, trong 7 ngôi sao trên chiếc vòng thì đã có 5 ngôi sao lần lượt sáng lên. Tên tiểu tử này là yêu nghiệt hay sao chứ? Cảnh này khiến cho Sở Linh phải tròn mắt nhìn. Mới tiến giới tới cảnh giới nhân nguyên mà đã có thể chịu đựng được áp lực hơn 1.000 cân hay sao? Sở Linh ngỡ ngàng. Ở một bên, Diệp Đế Hào cũng thẫn thờ. Anh còn nhớ, trước khi chưa tiến giới thì chỉ có 2 ngôi sao sáng lên. Bây giờ vừa tiến giới đã khiến 5 ngôi sao sáng lên. Sức nặng từ 500 cân lên hơn 1.000 cân. Trong chốc lát, Diệp Đế Hào chỉ cảm thấy hai vai nặng trĩu. Sức mạnh toàn thân cũng bị đè nén. Trên lưng anh như đang vác theo tảng đá cả 1.000 cân. Đêm nay ngủ cho ngon. Ngày mai tỉnh dậy, ta đưa người đi tu luyện ma đạo. Sở Linh thản nhiên nói. Tu luyện ma đạo lại nữa sao trời? Diệp Đế Hào tròn mắt, anh cảm thấy như trời đất muốn sụp đổ đến nơi. Rơi vào trong tay Sở Linh, không chết cũng bị lột lớp da. Sư phụ của con đâu rồi? Diệp Đế Hào hỏi dò, không nói cho người biết được. Sở Linh nói một câu khiến Diệp Đế Hào suýt chút nữa thì phun ra máu. Hết. Giờ là 9:45. Ác bắt đầu ăn tối. Ăn tối rồi xuất pha cho mọi người nghe. Có bạn lúc nãy Ngọc Trinh, tập 52 chuẩn bị chưa anh? Tớ mới thu xong tập 53, cậu đợi một tí ha.